Chào các bạn, hôm nay Tùng mời các bạn đi trải nghiệm quá trình test một cái máy khò và hàn, đó là Godox 952H. Ở đây là một cái cổng 5V giúp chúng ta có thể sạc điện thoại các bạn nhé. Có hai cái màn hình, ở đây là gió, còn đây là nhiệt, còn ở dưới là máy hàn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Bật vào cái nút này này, xôn này, thì chúng ta đang test cái chế độ của máy hàn, thì các bạn thấy nó đang sáng đèn này. Và bây giờ thì mình sẽ test cái chức năng hàn cho các bạn trước nhé. Và Tùng hàn cái mũi hàn theo máy của nó ấy các bạn nhé. Nhiệt độ con này lên đến 400-500, từ 200 đến 500 độ. Đây các bạn nhìn nó vẫn đang tăng này. Nóng chảy cực kỳ dễ dàng đấy các bạn thấy chưa. Mũi hàn to nóng chảy này, và chúng ta có thể hạ nhiệt này. Đấy, bây giờ chúng ta đã xong về cái vấn đề là máy hàn nhé. Nhiệt độ cực kỳ ok, nó đang giảm dần. Tắt chế độ máy hàn rồi này. Khi chúng ta ấn vào cái chữ này này, tắt chế độ máy hàn này, bật này. Đấy các bạn thấy chưa. Đấy tắt này. Ấn vào chữ hot này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái chế độ khò. Có nghĩa là ở cái phím power này này các bạn này, các bạn để ý này, thì nó sẽ có ở bên này là điều chỉnh hàn, còn bên này là điều chỉnh khò. Đây nhá, đang 439, chúng ta thử vặn nhiệt xuống đây, 415 này. Có nghĩa để máy hoạt động được, chúng ta cần bấm một cái phím hot này. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh bằng hệ thống phím này. Rất dễ dàng để các bạn nhấc IC dao động servo. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu nhé. Đây các bạn, đầu tiên là đang chạy ok này, Tùng nhả ra này, nhiệt độ sẽ giảm về này, giảm dần về, và cái hệ thống phím này sẽ bị bỏ qua đúng không các bạn. Đây các bạn nhìn này, tăng gió này. Đấy các bạn sẽ thấy gió nó kêu to hơn, nhiệt độ giảm này. Và bây giờ muốn nó chạy, ấn vào nó nhớ lại cái trạng thái 415 cũ này. Các bạn có thể vặn ngược này, và chúng ta ấn vào sleep các bạn nhé. À, nó vào luôn chế độ ngủ này các bạn. Đây này, nó sẽ giảm nhiệt độ. Đấy, nhả nó ra thì nó trả lại cái trạng thái cũ. Có nghĩa cái này là cho máy về trạng thái nghỉ, hoặc không cho máy, hoặc là để cho máy ở trạng thái hoạt động. Còn cái khóa này thì nó khóa cái nhiệt mà chúng ta đã setup thôi. Còn để bật máy khò thì chúng ta dùng nút đỏ tắt bật máy khò, chúng ta dùng nút đỏ tắt bật máy hàn, chúng ta dùng nút xanh. Rất đơn giản như vậy. Cảm ơn các bạn.